Bán tải Ford Maverick 2022 mới ra mắt tại Mỹ có phiên bản động cơ hybrid. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn bán tải cỡ nhỏ Ford Maverick 2022 đàn em của Ford Ranger Raptor mới vừa ra mắt tại Mỹ, và trước đó là chiếc Ford F-150 Lightning thuần điện cũng vừa mới được ra mắt. Đây là những dòng xe siêu bán tải. Tại thị trường Việt Nam, Ranger Raptor đã làm mưa, làm gió, và Ranger Wildtrak cũng đã tiếp cận với rất nhiều số đông anh em đam mê xe bán tải tại thị trường Việt Nam. Các bạn theo dõi video clip để hiểu rõ hơn về dòng sản phẩm này. Cảm ơn. Chào mừng các bạn đã trở lại kênh YouTube Xe Pháp Phú Mỹ. Mạnh Phiêu luôn cập nhật với các bạn những thông tin hot nhất về những dòng xe mới vừa được ra mắt. Các bạn hãy theo dõi video clip. Bán tải cỡ nhỏ Ford Maverick 2022 đàn em của Ford Ranger vừa chính thức được ra mắt tại Mỹ. Xe có hai tùy chọn động cơ là 2.0 Turbo và Hybrid 2.5 lít. Theo đó, phiên bản Hybrid sử dụng động cơ 4 xi lanh Atkinson dung tích 2.5 lít kết hợp cùng hai motor điện, mang lại tổng thể công suất toàn hệ thống là 191 mã lực và mô men xoắn cực đại 210 Nm. Động cơ này tương tự trên mẫu xe Escape Hybrid nhưng có công suất kém hơn 9 mã lực. Mức tiêu hao nhiên liệu theo thông số công bố là 5.9 lít trên 100 km. Xe có tải trọng 680 kg và sức kéo 900 kg. Thứ hai là phiên bản sử dụng động cơ tăng áp EcoBoost 2.0 lít sản sinh ra công suất 250 mã lực và mô men xoắn cực đại 378 Nm kết hợp với hộp số tự động 8 cấp. Với hệ dẫn động, tất cả các bánh có sẵn dưới dạng tùy chọn, bán tải Ford Maverick 2022 đi kèm với 5 chế độ lái bao gồm Normal, Eco, Sport, Slippery và Tow Haul. Về thiết kế, bán tải cỡ nhỏ Ford Maverick được phát triển dựa trên một chiếc SUV, trong trường hợp này là Escape mới. So với đàn anh Ranger, Ford Maverick ngắn hơn 282 mm, tức là 5m072 mm, và thấp hơn 61 mm, tức là 1m745, và có kích thước rộng 1m844 và có chiều dài cơ sở là 3m076. Với kích thước nhỏ hơn, khả năng cơ động được cải thiện với bán kính vòng quay chỉ là 6.1 m. Bán tải Maverick được trang bị đèn pha LED hình chữ C ở phía trước, bao quanh một lưới tản nhiệt và liên kết với nhau bằng một thanh màu bạc. Vì đây là chiếc xe unibody, khung xe và cabin được kết hợp với nhau tạo ra một vẻ ngoài gắn kết hơn. Xe cũng được trang bị các thanh vịn bằng nhựa màu đen trên kính chắn gió phía sau để hạn chế các vết lõm trong quá trình đựng và chở đồ. Bên trong xe bán tải Ford Maverick có thiết kế khá tinh tế với nhiều chi tiết thiết kế hình chữ C như màn hình đa phương tiện, cửa gió điều hòa. Ford cho biết dù có kích thước thua đàn anh Ranger nhưng vị trí ngồi ở trước và phía sau vô lăng lại rất thoải mái. Khu vực bảng điều khiển xe là một màn hình cảm ứng thông tin giải trí 8 inch với kết nối Apple CarPlay và Android Auto, Ford Pass Connect và điểm phát sóng Wi-Fi và khả năng vận hành từ xa. Các chức năng của xe truy cập dữ liệu thông qua ứng dụng Ford Pass. Di chuyển đến cabin phía sau, xe được trang bị một thùng chứa đồ. Dưới ghế ngồi có thể chứa một quả bóng chuyền đã được bơm căng hoàn toàn, túi đựng máy tính xách tay, giày trượt patin, dụng cụ và các vật dụng khác. Xe được trang bị ổ cắm điện 110V, 400W bố trí trong khoang cabin và thành thùng xe. Maverick còn được nhà sản xuất trang bị hệ thống Terrain tích hợp của Ford Fit ở phía sau bảng điều khiển phía trước, có thể lắp một gói phụ kiện tùy chọn bao gồm ngăn đựng cốc, thùng chứa hoặc thùng rác, bộ sắp xếp, dây, móc, túi và ngăn chứa đồ dưới ghế. Theo tiêu chuẩn, bán tải Ford Maverick đi kèm với hệ thống phanh khẩn cấp tự động, đèn chiếu cao tự động như một phần của gói an toàn Ford Co-Pilot 360. Ngoài ra, xe còn được trang bị các tính năng an toàn khác như hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng với dừng và đi, giám sát điểm mù với cảnh báo giao thông cắt ngang,
hỗ trợ căng giữa làn đường và hỗ trợ lái chánh có sẵn như các tùy chọn. Maverick có sẵn trong 3 cấp độ trang trí XL, XLT và Lariat. Giá bán của bán tải Maverick bắt đầu từ 19.995 USD, khoảng 460 triệu đồng. Trên đây là những thông tin Mạnh Phiêu vừa cập nhật được về dòng xe bán tải Maverick 2022 vừa được ra mắt tại thị trường Mỹ. Chưa biết khi nào sẽ đưa được về Việt Nam, nhưng theo thông tin từ Ford Việt Nam mới đầu tư 1.900 tỷ đồng mở rộng nhà máy lắp ráp ô tô tại Hải Dương. Hy vọng Ford Việt Nam sẽ lắp ráp dòng xe này tại thị trường Việt Nam. Ford Ranger là dòng vua bán tải, chiếm lĩnh phân khúc đầu bảng trong các dòng xe bán tải tại thị trường Việt Nam. Hy vọng với chiếc tiểu Ranger Maverick 2022 này sẽ được Ford Việt Nam sớm lắp ráp và bán tại thị trường Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Các bạn thấy ý kiến như thế nào, vui lòng để lại comment, like, subscribe kênh để đón theo dõi những video hấp dẫn mới nhất về các dòng xe mới Mạnh Phiêu cập nhật trên kênh YouTube Xe Pháp Phú Mỹ. Cảm ơn cả nhà.